Hi friends, my name is Tui Nguyen. I am an Everett native. I grew up in Everett and now I teach in Boston. I always loved going to the library. Up until sixth grade, I was still reading picture books. And today I'm going to share with you a book that I really love. It's called The Rainbow Fish, and it relates back to Vietnamese culture. Vietnamese people really like fishing. My dad loves fishing. And this is a book that my friend Jackie shared with me. Okay, I'm going to start. So the book is called The Rainbow Fish to the Rescue. This is a book in Vietnamese. It says Cá bảy màu đóng vai người hùng. Rainbow Fish to the Rescue. The English is by J. Allison James, and the Vietnamese translation is by Nguyễn Ngọc Ngạn. Okay. So my Vietnamese isn't 100%, I was born here, but I'm going to try my best. So at some points you're going to stumble, but when you stumble, you want to try to read it again. Sa tít ngoài đài giường xanh thảm, có một đàn cá tụ tập bên nhau. Đó là giống cá đặc biệt. Mỗi con đều có vảy lóng lánh. So each fish had a silver fin. Kể từ khi cá bảy màu phân phát lớp vảy đẹp của mình cho đàn cá chung quanh thì tất cả trở thành bạn thân, làm gì cũng có nhau. Chúng bơi chung, chơi chung, ăn chung và thậm chí khi nghỉ ngơi cũng rủ nhau quay quần trong bằng mát của rặng đã ngầm. So here we're seeing the fish all playing tag. Đàn cá sống êm đềm bên nhau, không thèm để ý tới những giống cá khác. Cho nên một hôm, giữa lúc chúng đang chơi trò đuối bắt, có chú cá nhỏ đuôi vàng từ đầu bơi lạc tới. Cả bảy chỉ trố mặt nhìn xa lạ. So they see a strange fish that doesn't look like them, that doesn't have a silver fin, so they all ran away. Chú cá đuôi vàng lên tiếng hỏi, cho tôi chơi chúng với các bạn được không? And he's asking them to play. Một con trong bầy đáp lại, tụi tao đang chơi trò đuối bắt, đứa nào bị trột vậy vào vậy là thua. Mày không có vậy như tụi tao làm sao mà chơi được? So he's asking them to play, but then there's another fish that says, if you don't have a silver fin, you can't play with us. Chú cá nhỏ đuôi vàng một mình bơi quanh ghềnh đá, buồn rầu nhìn đàn cá chơi đùa với nhau. Cuộc chơi vui quá, lũ cá lao vùn vụt. Một làn đuổi bạch nhau dưới làn nước trong xanh, lớp vảy lớn lóng lánh sáng. So the fish stays here and he sees them all playing and glimmering away. Thế là cả mây quay về với trò chơi gian dở. Chỉ riêng cá bảy màu, the rainbow fish, lấy làm ấy nấy lắm. Nó sợ mắc lòng bầy cá bạn, cho nên không dám lên tiếng nói giúp con cá nhỏ đuôi vàng. So this rainbow fish was afraid of losing his friends if he cared about the striped fish. Nó từ từ bờ ra nhập bọn cùng bạn bè, nhưng trong lòng cảm thấy hơi xấu hổ. So even though he swims away, in his heart he's feeling ashamed. So here in this page, we're going to see the rainbow fish thinking back to an earlier beginning. Cá bảy màu nhớ lại cái cảm giác cô đơn hồi trước mà chính nó đã trải qua khi tất cả mọi con cá khác đều không chơi với nó. So there was a time when there was
that the other fish didn't play with the rainbow fish. And you see this in the first iteration of this book called The Rainbow Fish. Nó đã từng hãnh diện về lớp vảy rực rỡ của mình, không sẵn sẻ cho đứa khác, khiến chẳng đứa nào thèm chơi với nó. Giờ đây thì cả bầy đều thích rượu, cả bảy màu cùng chơi, cho nên cả bảy màu đánh chiếu y nhập cuộc. So right now, like, before he was left out, but they wanted to play with the rainbow fish, and he even shared his scales from the first book. Mãi chơi, chẳng đứa nào biết rằng sự nguy hiểm đang sắp xảy đến quanh kiến đá. So they're playing, but they're not going to see the next danger ahead. Một con cá mập trột như mũ tên phóng vụt tới giữa bầy cá nhỏ. So he goes to the middle of the fish. Lũ cá hoảng sợ, mỗi đứa lao đi mỗi hướng tìm chỗ ấn núp. So all the fish are running and they're trying to find hiding spaces. But who are they forgetting? May quá, chúng tìm được chỗ trốn an toàn sau khe đá. Con cá mập lớn quá chui qua khung lỗ. So all these fish, they found a safe hiding spot where the shark won't be able to get in. Nhưng riêng chú cá đuôi vàng thì lội vào không kịp. But the striped fish, he didn't make it there yet. Cá bảy màu nhìn ra vô cùng lo sợ. And like the rainbow fish knowing this, he's worrying about his striped friend. Con cá nhỏ bên cạnh hỏi cá bảy màu chuyện gì vậy? Cá bảy màu đáp. Chú cá đuôi vàng còn két ngoài kia, chỉ có mình nó, tụi mình phải giúp nó, không thì nguy mất. So the rainbow fish is saying, he's out there alone, we have to help him, he's in danger. Vừa nói, cá bảy màu vừa bơi ra và gọi bạn bè, các bạn theo tôi. So he's telling his friends, come with me. Cả bầy cá rực cùng run sợ, nhưng chúng biết việc phải làm, chúng cùng nhau bơi theo cá bảy màu. They all know they have a job to do. Chẳng bao lâu chúng trông thấy con cá mập. They all see that big shark. Trước mắt chúng, chú cá đuôi vàng nhỏ bé đang bơi lỗ vẫy vùng, có lách thoát khỏi cái miệng hải hùng của cá mập. So the small striped fish was already in the shark's mouth. Cá bảy màu thấy rõ chú cá đuôi vàng sắp khiếp, sức mất rồi. So he's almost losing his life there, that striped little striped fish. Cá bảy màu hô lớn, mau lên, hurry up. Xong vào cứu nó, we have to save him. Thế là tất cả đàn cá nhất loạt lao về phía cá mập. So all the fish are swimming around the shark just to confuse him. Cá mập đầm ra lúng túng bởi vì cứ sự thường thì bất cứ con cá nào trông thấy nó cũng phải bỏ chạy mới phải. So the shark here, he's in a weird position. He's like, aren't they supposed to be afraid of me? And he's like, they're all swimming around me. It's gonna start making him dizzy. Nó quậy bên này, quậy bên kia, chợp bên phải, đớp bên trái, cho đến khi mắt hòa lên. Nhờ vậy cá bảy màu lặng lẽ đưa được chú cá đuôi vàng thoát ra chỗ an toàn. And now at last they're at a safe place. Chú cá đuôi vàng nói, ăn thật là
càng đảm. You are so brave. Cảm ơn anh đã cứu tôi. So he's very happy, he's very thankful that the rainbow fish saved him. Rồi cá bảy nhìn theo con cá mập mệt mỏi bơi đi chỗ khác. And all the other fish now see the shark is just too tired and already swam away. And then we're getting ready for a very wonderful ending, and they're all together. Khi tất cả đàn cá đã an toàn trở về biển đá, chúng cùng nhau đón mừng chú cá đuôi vàng nhập bọn. Cá bảo bảy màu bảo ở lại đây chơi với tụi này. So stay here and play with us. Cá đuôi vàng hỏi, tôi không có vảy như các bạn, làm sao chơi được? I don't have a silver scale like you, how can I play? Con cá nhỏ, so another fish. Lúc đầu, ghét cá, who hated him in the earlier, start. Đuôi vàng, bây giờ nói, bạn không có vảy như chúng tôi. You don't have a silver scale like us. Nhưng bạn cũng có vi giống chúng tôi. But you have a fin like us. Vậy thì mình đổi trò chơi. Let's change your game up. Thay vì dùng vào vảy, bây giờ đổi lại đứa nào bị đụng vào vì là thua. So if now they're changing the game, if they touch the fins, then they lose. You don't need a silver scale to play. Cả bầy reo họ đồng ý và lao ra chơi đùa giữa dòng nước trong xanh. So they all play together in deep blue ocean. I hope you like the story about fish. I am obsessed with fish, and during the summer, I encourage you to visit your local library. All of these wonderful stories can be found in the library.